có 1.500 năm tuổi, giới tính được linh đến từ Việt Nam. Linh là nhân vật hư cấu ra đời từ nhu cầu xinh đẹp, khỏe mạnh, hiểu biết và sống ảo của hồn chị em bạn gì kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Chào các bạn, mình là Minh Góc đây. Hôm nay mình xin giới thiệu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc trẻ hóa phục hồi da của bên chính các bạn nhé. Và sử dụng mỹ phẩm thường xuyên ăn uống tác động của môi trường làm da bị mòn, không đồng thời màu da già yếu dễ bị kích ứng. Sử dụng tế bào gốc trẻ hóa khuôn mặt hoàn toàn không phẫu thuật, quy trình này đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Liệu pháp này hoạt động để khôi phục lại đường nét trẻ trung và hình dạng của khuôn mặt, cũng như khôi phục độ căng da và những lỗi trên da do quá trình lão hóa và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các bước liệu trình: bước 1, soi và kiểm tra tình trạng da để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Bước 2, rửa mặt. Bước 3, sát khuẩn theo quy chuẩn y khoa. Bước 4, thực hiện cấy tế bào gốc tươi vào da để phục hồi da. Giá liệu trình gồm 3 buổi: 1 buổi tái tạo da và 2 buổi phục hồi da. Kết quả sau liệu trình, da được mạnh khỏe, trắng hồng, không còn dị ứng, kích ứng mỹ phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.